Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các bạn trẻ thân mến, trong thời đại chúng ta, nhân loại đang sống ở một khúc quanh lịch sử mà chúng ta có thể từ những tiến bộ đạt được ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta phải ca ngợi những thành công góp phần vào sự thịnh vượng của con người. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên rằng hầu hết những người nam nữ ở thời đại chúng ta đang sống trong sự bất ổn. Thế giới ngày càng trở nên dửng dưng và vô cảm. Chủ nghĩa cá nhân tiêu thụ ngập tràn với những cơn sốt tìm kiếm những thú vui phù phiếm. Đời sống nội tâm bị đóng kín với những tư lợi, không còn chỗ cho người khác. Người ta không nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn được hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu Ngài. Tim họ không còn đập những nhịp nhiệt thành để làm việc thiện nữa. Sợ hãi và tuyệt vọng chiếm đóng quả tim của nhiều người. Niềm vui của đời sống thường xuyên bị dập tắt. Không có sự tôn trọng cho người khác và bạo lực gia tăng. Vâng, đó là một thế giới thiếu vắng vị mặn nồng của mối yêu thương, mối quảng đại, mối vị tha. Và đó cũng là một xã hội chìm ngập trong bóng tối của dối trá, của hận thù, của chia rẽ. Một xã hội tối tăm và vẩn đục, thiếu ánh sáng của niềm tin, hy vọng và bình an. Giờ đây, như một điểm dừng,
chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Chúa trong tĩnh lặng nội tâm, để học với Chúa và bước theo Ngài. Vì Ngài là Chúa, là Thầy và là bạn của chúng ta. Và để lời Chúa thôi thúc con tim chúng ta, chính anh em là mối cho đời, và chính anh em là mối ướp trần gian. Kính thưa cộng đoàn, trong ánh nến lung linh tỏa sáng và ấm áp của đêm nay, hơn 20.000 bạn trẻ hiện diện nơi đây trước Thánh Thể Chúa, lòng kề lòng bên Chúa, để cảm nghiệm tình yêu Chúa, để lắng nghe lời Chúa nói với mỗi chúng ta từ sâu thẳm của con tim, và để chính Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên muối men và ánh sáng cho đời. Lạy Chúa, xin giúp con ra khỏi chính mình, ra khỏi những lo toan, những ồn ào của cuộc sống thường ngày, để giờ này con được ở lại trong Chúa, lặng lẽ và bình an. Ước chi không điều gì có thể lấy đi sự bình an của con, hay làm con xa lìa Chúa.
nhưng xin cho con được đi sâu hơn vào huyền nhiệm tình yêu Chúa. Lạy Chúa, giờ đây con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nghĩ và cả con người con để ca tụng, tôn vinh và thờ lạy Chúa. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho, nhưng muối mà thì lấy muối gì cho nó, thì lấy muối gì, thì lấy gì muối nó cho mặn lại. Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy,
ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời. Chính anh em là muối cho đời. Như hạt muối thấm vào thức ăn, người Kitô hữu gắn liền với cuộc đời, hòa mình với mọi người, tan biến mình đi để ướp mặn thế giới hôm nay, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của yêu thương, quảng đại và tha thứ. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho lại? Mặn là bản chất của muối. Muối mà nhạt đi thì chẳng còn là muối. Cũng vậy, khi đánh mất bản chất Kitô hữu của mình, chúng ta trở nên vô dụng. Cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa. Đến chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng. Chúng ta chỉ có thể là ánh sáng
nếu chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta đón nhận ánh sáng từ Chúa và lan tỏa ánh sáng đó ra cho người khác. Chính anh em là muối cho đời, và chính anh em là muối ướp trần gian. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi để ướp mặn và thắp sáng cho đời. Nhưng tiếc thay, vì tôi là muối nhạt nên thế giới này vô vị. Vì tôi là đèn hết dầu nên thế giới còn nhiều bóng tối. Vì ngọn đèn của tôi đặt dưới đáy thùng nên chẳng sinh ích lợi cho ai. Đã không ít lần tôi không dám dấn thân vào đời vì tôi sợ thiệt thân, sợ khó, sợ hy sinh. Dần dần ngọn đèn của tôi lu mờ và có khi tắt lịm. Muối trong tôi nhạt dần hay khô cằn, đắng chát. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi chúng con là muối và ánh sáng. Là Chúa mời gọi chúng con hy sinh và từ bỏ mình mỗi ngày. Chúa cũng mời gọi chúng con lên đường truyền giáo, mang ánh sáng và tình yêu của Chúa đến với mọi người. Xin cho những bước chân chúng con đi tới đều rộn rã tiếng cười, nồng nàn tình yêu thương và thắm đượm tình con người. Xin cho môi trường chúng con sống luôn ngập tràn ánh sáng tình yêu, hy vọng và bình an của Chúa. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Anh em là muối và ánh sáng trần gian.
Lạy Chúa, có nhiều bạn trẻ ngày nay không có mục tiêu sống cho cuộc đời, khiến họ đánh mất chính mình trong tội lỗi và chỉ kiếm tìm những lạc thú chóng qua. Chúng con cầu xin cho các bạn được ơn Chúa nâng đỡ, biết quay về đường chính nẻo ngay để sống xứng hợp với phẩm giá con người. Trần gian. Lạy Chúa, có nhiều bạn trẻ ngày nay vì kế sinh nhai, công ăn việc làm đã phải rời xa gia đình, xa giáo xứ. Nhiều lúc họ rơi vào tâm trạng cô đơn, mặc cảm và buồn tủi. Chúng con cầu xin cho các bạn được tìm thấy vòng tay yêu thương của giáo hội đang rộng mở và đón tiếp họ trong đại gia đình con cái Chúa. Anh em là muối và ánh sáng trần gian. Lạy Chúa, khát vọng vươn đến chân thiện mỹ luôn có trong tâm hồn người trẻ. Chúng con cầu xin cho các bạn trẻ chưa tìm ra đâu là chân lý đích thực, được ơn đức tin để họ tìm ra nguồn hạnh phúc viên mãn nơi chính Chúa. Trần gian. Lạy Chúa, quy tụ về đây hôm nay, người trẻ chúng con ước ao được tình yêu Chúa hun đúc, để chúng con mạnh dạn trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Xin cho mỗi người trẻ chúng con dám đưa ra những quyết tâm cụ thể để thăng tiến đời sống và làm chứng trong môi trường chúng con đang sống về một Thiên Chúa là Cha yêu thương.
Chúa Giêsu, chính Chúa là ánh sáng cứu độ đã đến trong trần gian. Ánh sáng đó đã chiếu rãi vào những nơi thâm u của cuộc đời. Và Chúa muốn chúng con phải trở nên ánh sáng của trần gian để chiếu soi đêm tối. Xin cho chúng con biết đón nhận chân lý tin mừng và đem ra thực hành, hầu cuộc đời chúng con phản chiếu ánh sáng của Chúa cho hết mọi người, để danh Chúa được rạng sáng và nước Chúa mau hiển trị. Amen. Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.